thì già mang lại mọc. Một người là ăn được rồi. Dây bí ngày nào trồng giờ bắt đầu nó ra hoa rồi. Bên này là một cái dây mướp cũng đang cho những cái quả non rồi đây. Cái trại ngày nào của em dưới khúc á, tan hết rồi, điêu tan rồi. Ngày mới em xin chào chúc sức khỏe của chú anh chị cả nhà mình. Mặt trời nó vừa ngoi ngoi lên ạ. Sáng nay em quay lại cái vị trí này để đi đánh bẫy sóc. Mùa này sóc nó cũng hay chụp được cả nhà. Hôm nay em sẽ đánh bẫy bán nguyệt. Mồi thì mình dùng quả chuối lung hay còn gọi là chuối hương á. Chú này nó chín nó thơm lắm. Mấy cái vị trí này ban đêm rất là dễ dính con chuột hưu luôn cả nhà, con chuột vàng. Chỗ này em sẽ đánh bảy lòng. Bảy lòng nhiều khi mình để vào một hai đêm thì con sóc nó ăn nó dính rồi nó vẫn sống cả nhà. Trên này có một buồng chuối chín ấy. Con sóc hay con khỉ gì mà nó ăn này cả nhà, dấu nó ăn mới ngày hôm qua, lọt vỏ nó ăn nhầm hết rồi. Đặc tính của con sóc có thể nó ăn trên cây và nhiều khi nó đói nó cũng rong xuống đất nha cả nhà, nên em sẽ đánh một cái bẫy nằm phía dưới mặt đất luôn, đôi khi chim rồi nó vẫn dính nha. Ngon lành, xước cái đuôi luôn. Một con sóc hương, cái trụ bẫy mà em nói em gài dưới đất nè. Ôi, một em bị sức cái đuôi rồi. Wow, con này con được gài được 7 chỗ mà dính có được một con sóc hương. Sóc hương hay còn gọi là sóc mướp rồi cả nhà. Con này cái to làm thêm một măng. Mấy ngày gần Tết mà cứ ăn măng xào ngon là miệng. Bao 7 lòng. Này có một ít chuối với hôm bữa hái vú được một trái 19. Sáng nay lại tiếp tục vào rừng đi đánh bẫy cả nhà của chú. Hôm nay em sẽ đánh bẫy bẫy kẹp này với bẫy chuột, bẫy sóc. Làm thêm hai cái lồng luôn. Em vừa mới đến rừng à. Ủa, cái đoạn này có một cái dây sâm xương đá thật là to luôn. Nhưng mà người ta đào mất không. Đấy.
chùm hò này là đẹp, hương thơm ngát à. Cái trụ bẫy này nữa là cũng là rất là nhiều cả nha. Em đánh vơi không được một nửa bao bẫy rồi mà. Qua cái đoạn này kích thử xem có ghe rường hay không nha. Này là rau chua lễ nè cả nhà. Rau này anh phải nói là thượng phẩm á, ngon lắm. Đây, được một buồng chuối hộp rừng nữa cả nhà. Buồng chuối hộp rừng nữa. Bây giờ chưa có một buồng nữa. Em cứ trời nắng này chặt về dấu chín rồi phơi khô. Cô chú nào có hỏi mua sâm xuyên đá hoặc là chuối hộp rừng á thì tiện sẽ em có em gửi luôn. Hôm qua em bỏ ngay này một cái miếng mít nè. Trên này một miếng mít mà cái con gì nó ra anh sạch luôn, hai miếng mít bự mà. Ta thấy hai miếng mít sạch luôn nhưng mà cái bẫy không bật cả nha. Em tưởng nó bị lỗi em mới chọc bật này. Tính ra cái con này nó khôn rồi. Giờ em đưa lại bên này. Kẹp. Nhưng mà con nhen à nha ơi, sóc nhen, dính con sóc nhen rồi. Ồ, dây này bự này. Gốc nó thì nó bo là nằm phía dưới kia sao ạ. Để hôm nào em quay lại em đào cái dây sâm này. Dây sâm này khả năng nếu mà ngon lành chắc được 1 ký á. Cả nhà mình cứ dùng sâm xương đá thì cứ liên hệ cho em nha. Những khi đi thăm bẫy hay là rào rừng như thế này á, gặp thì em sẽ đeo về em bán cho cả nhà mình. Cừ lên. Đứng lên cừ vào quay cho. Đứng nhúng. Đứng nhảy nhúng vào hai chân bay quay này rào, nhảy sao đeo. Nhảy. Yeah. Nhảy vào quay. Yeah. Hát bà ơi bà ơi. Ờ hát cái ông bay quay cho hát. Bà ơi bà ơi. Ôi đi về nhà cả nha. Mớm. Có con nhàng này. Ôi. Đây, một ít cho sâm xuyên đá mà rửa sạch em đang để gửi cho mấy anh này. Em để cho ráo 1-2 ngày rồi em gửi. Đây là gạo lúa rẫy này cả nha. Bữa chuyến đi rừng hôm trước á, em mua lại của ông anh trên đồng bào á, mua được 18 kg để dành Tết nấu ăn. Trong là chuối. Chuối em ủ trong này cho nó chín nữa nè. Chỗ này ít nữa. Vài ngày nắng lên rồi à, chuối nó vừa chín thì đem mình phơi.